Ngày 31 tháng 5 năm 2021, Ủy ban bầu cử tỉnh Ninh Bình đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 50 người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn tỉnh đã thành công tốt đẹp. Cử tri trong tỉnh đã bầu đủ 50 đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. Đại biểu có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất là 98,43%, thấp nhất là 79,11%. Thượng tọa Thích Minh Quang là một trong 50 người đắc cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2021-2026. Thượng tọa Thế Danh Nguyễn Minh Chiên, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1971 tại xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, tiến sĩ Phật học. Hiện nay, Thượng tọa là Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó tránh Văn phòng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, Phó trưởng Ban kiêm tránh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình.